Sáng ngày 14 tháng 6, tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Thọ Sương đã diễn ra hội nghị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc với cử tri 4 phường Thọ Sương, Sương Giang, Lê Lợi và Trần Phú. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố gồm các ông bà, ông Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ông Trần Văn Dũng, tức Thượng tọa Thích Thanh Thạch, Trưởng ban Chỉ sự Giáo hội Phật giáo thành phố, ông Nguyễn Ngọc Điệp, Phó trưởng Công an thành phố, ông Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trần Phú, ông Dương Đình Sơn, Phó giám đốc Trung tâm bơm tiêu thoát nước đô thị thành phố và ông Nguyễn Quang Thịnh, cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường Sơn Giang. Dự hội nghị còn có ông Đào Công Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các ban đảng, tổ chức chính trị xã hội, các phòng ban ngành, cơ quan đơn vị thành phố cùng đông đảo cử tri 4 phường. Tại hội nghị, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thông báo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và thông báo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 22. Tiếp đó có 9 ý kiến cử tri phát biểu tâm thư nguyện vọng và kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Cụ thể, cử tri phường Lê Lợi phản ánh tình trạng chậm tiến độ của dự án cải tạo hệ thống thoát thải của thành phố, cũng như những ảnh hưởng đối với cuộc sống của người dân phố Thân Công Tài, tổ Tiền Giang liên quan đến dự án. Cử tri phường Sương Giang kiến nghị lát vỉa hè đồng bộ tại khu dân cư số 2, cũng như sớm triển khai lắp đặt thiết bị dụng cụ thể thao tại nhà văn hóa tổ dân phố Nam Giang 2. Cử tri phường Thọ Sương kiến nghị có biện pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất của công ty Đạm Hà Bắc. Những tâm tư nguyện vọng của người dân đối với dự án nghĩa trang Đồng Lăng. Ngoài ra, một số ý kiến liên quan đến giá bồi thường giải phóng mặt bằng ở các dự án, các bước trong thực hiện những chính sách pháp luật của nhà nước về luật đất đai hiện nay. Sau khi nghe những ý kiến kiến nghị của cử tri các phường, đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Vũ Chí Hải, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu tiếp thu và làm rõ một số vấn đề mà cử tri nêu. Đề nghị thư ký hội nghị tổng hợp đầy đủ các ý kiến chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.